Xin chào các khán giả của Mình ơi ăn gì được phát sóng trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì Mình ơi ăn gì sẽ giới thiệu đến các bạn những món ăn vô cùng hấp dẫn tại nhà hàng Hoàng Long Tiểu, tọa lạc tại 108 Trung Hòa, Cầu Giấy. Ngoài những cái món ăn đường phố này, cái món ăn gia đình rất là ngon, thì Mình ơi ăn gì cũng muốn đưa tới khán giả những cái nhà hàng uy tín, chất lượng. Và hôm nay thì nhìn đây thôi sẽ thấy là rất nhiều những cái món ngon mà còn đẹp mắt nữa. Và bọn mình sẽ tập trung vào cái món là lẩu cá thuyền chài. Đây là một cái món ăn nổi tiếng rất ngon ở nhà hàng Hoàng Long Tiểu. Tìm hiểu qua một chút thì Cương được biết cái nước lẩu của cái món lẩu cá thuyền chài này khá là đặc biệt. Đầu tiên là họ không dùng nước xương mà họ dùng nước loại nước bình thường thôi. Và có quả chay khô, một cái nguyên liệu mà khá là đặc trưng của các cái vùng biển như là của Hải Phòng đấy. Và loại cá xong này thì họ cũng lấy từ Cát Bà Hải Phòng lên, trông nhìn nó rất là ngon. Trong lúc chờ đợi thì nhà hàng đã chuẩn bị những cái món gỏi cũng từ thịt cá xong, trông rất là hấp dẫn. Một con cá mình có thể chế biến thêm rất nhiều món nữa đúng không? Trước tiên thì mình sẽ phải nhúng cá vào nước cốt chanh này, sau đó thì ăn kèm với cả lá rong biển này, cải xanh, rau ngổ, tía tô này, thêm một chút dứa, cà rốt, gừng nhật. Trông miếng gỏi rất là chất lượng đúng không? Rất nhiều loại rau. Khi mình ăn thì cảm nhận là vị tươi này, ngọt, dai dai sần sật một chút, ăn kèm với các loại rau thì rất là phù hợp. Cá này nó không hề có một chút mùi tanh nào nhỉ? Ăn thịt nó rất là ngọt và những cái nguyên liệu rau mà nhà hàng họ chuẩn bị ý, Cương thấy là nó cực kỳ hợp lý để mà ăn cái món gỏi cá này. Đây là gỏi nhá, cá sống nhá, mà ăn không thấy một mùi tanh nào thì không biết là cho vào lẩu thì nó còn tuyệt vời như thế nào nữa. Điều mà làm cho món cá thuyền chài đây nó tuyệt vời hơn ý, đó là họ sẽ chấm với cái nước mắm được gọi là nước mắm chắc, một loại nước mắm rất đặc trưng mà họ lấy từ Cát Bà lên đây. Cá thịt rất chắc, ngọt. Nhìn miếng cá này rất là hấp dẫn đúng không? Nhìn qua thì tưởng là khô thôi nhưng mà khi mà ăn vào thì cảm giác như là tan vào trong miệng. Không biết là có phải nhiều quả chay khô không mà vị lẩu đây nó cũng tạo một cái nét gì đấy rất là lạ và thơm thoang thoảng cả mùi gừng nữa. Đúng rồi, Cương không nghĩ là cái nước lẩu mà không dùng nước xương mà lại có thể chế biến ngon như thế. Cũng bởi vì mình cho thịt cá xong vào nên nước lại ngọt mà cái vị ngọt rất là tự nhiên đúng không? Ở nhà hàng Hoàng Long Tiểu thì họ có cái món mà Cương nghe khá lạ, đó là món bàn mai nướng mỡ hành. Bàn mai đây ăn thì rất là tươi, ăn khi vào thì dai sần sật. Mỡ hành ở đây thì ăn cũng rất là ngon, thơm ngậy ngậy của mùi lạc này, có vị ngọt nhẹ của hành tây. Cái hải sản thì họ đều nhập trực tiếp từ Hải Phòng với ở Quảng Ninh lên, nên là rất là tươi ngon và ăn rất là tuyệt vời. Và Cương cũng có một cái điều muốn chia sẻ với mọi người rất là thú vị, là ở nhà hàng Hoàng Long Tiểu ấy có rất nhiều những cái nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên tới đây ăn. Thế nên là không chỉ thưởng thức món ăn ngon đâu, mà những ai mà muốn gặp những cái thần tượng của mình hay là những cái nghệ sĩ mà mình yêu quý ấy, thì có thể thường xuyên lui tới đây. Đến đây ý, thì món ăn thì ngon, đầu bếp thì giỏi, không gian thoáng đãng, phong cách phục vụ nhiệt tình. Tôi nghĩ là ở đây mọi thứ đều rất hợp lý và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ đến đây để cùng trải nghiệm. Đến Hoàng Long Tiểu này tôi thấy có một cái không khí nó vui vẻ, nó thoải mái. Anh em nghệ sĩ thì hay tụ tập ở đây, nói chung là nó thuận đủ được kể cả về ăn uống rồi giải trí. Chúng ta đã vừa được thưởng thức đồ ăn tươi ngon này, chế biến cầu kỳ và bày biện cũng rất là đẹp. Thế nên đây sẽ là một cái lựa chọn rất tốt để mọi người lui tới những ngày cuối tuần.